Hello mọi người, hôm nay mình sẽ làm món chả giò chay nhé. Món này mình đảm bảo dù có ăn chay hay không thì ăn vẫn rất bắt miệng. Mình sẽ hướng dẫn cách chiên bằng nồi chiên không dầu, cách bảo quản trữ đông được lâu. Giờ mình cùng bắt đầu nhé. Các nguyên liệu cần cho món này gồm có 200g khoai môn, 150g cà rốt, 200g bắp cải, 70g miếng tàu khô. Khi ngâm xong mình sẽ có được khoảng 150g nha. 4 nấm hương khô và 10g nấm mèo khô. Ngoài ra còn có 100g củ năng đã gọt vỏ hoặc củ sắn, mục đích là để tạo độ giòn sật sật cho phần nhân. 230g đậu gà đã nấu chín. Nếu không có đậu gà thì các bạn có thể thay bằng bắp cải hoặc khoai môn với cùng trọng lượng nha. 15g hành lá và 10g ngò rí. Các nguyên liệu khô thì mình sẽ đi ngâm nước lạnh cho đến khi nở mềm. Mình để cái gì đó chặn lên trên mặt để cho các nguyên liệu ngập hoàn toàn trong nước nha. Thời gian ngâm là khoảng 1 đến 2 tiếng. Nấm hương sau khi đã ngâm mềm thì mình cắt hạt lựu. Mộc nhĩ, nấm mèo cũng vậy. Các bạn nhớ bỏ phần gốc mắt của mộc nhĩ nha. Miếng tàu thì mình cắt khúc nhỏ. Bắp cải mình cắt thành sợi khúc ngắn. Cà rốt cắt sợi nhỏ. Khoai môn mình gọt vỏ rửa sạch. Xong sau đó cũng cắt sợi như cà rốt. Phần củ năng hoặc củ sắn thì mình băm nhỏ vụn vụn. Mình có thể băm bằng tay hoặc dùng máy xay cũng được, nhưng không nên xay quá nát nha. Phần đậu gà mình cũng xay nhỏ hoặc cắt nhỏ. Hành lá và ngò rí thì mình cắt nhỏ. Phần gia vị nêm nếm sốt xào của mình gồm có 80g nước tương, 15g đường, 1 thìa canh hạt nêm nấm hương hoặc 1 thìa cà phê bột ngọt, 1/4 thìa cà phê tiêu xay, 3 tép tỏi. Nếu bạn nào không ăn tỏi thì mình thay bằng bơ rô nha. Mình trộn hết các gia vị lại với nhau trừ phần tiêu và tỏi. Giờ mình đi xào nhân nhé. Mình cho khoảng 2 thìa canh dầu ăn vào chảo. Dầu nóng mình cho tỏi vào phi thơm. Tiếp theo mình cho phần tiêu vào xào. Tiêu khi mà xào với dầu thì sẽ tạo nên mùi hương rất là thơm. Xong sau đó mình cho hết phần khoai môn, cà rốt và bắp cải vào. Cho phần nấm hương và nấm mèo vào. Đảo đều. Tiếp theo cho 1/2 phần sốt xào vào. Xào đến khi tất cả gần chín. Mình cho vào đậu gà, củ năng và miếng cắt khúc nhỏ. Mình cho hết phần sốt còn lại vào. Mình xào đến khi phần miếng chín mềm. Mình tắt bếp xong, sau đó cho hành lá và ngò rí vào, đảo đều là xong. Phần vỏ chả giò thì mình dùng loại vỏ bánh bía hoặc loại vỏ gói như vầy hen, chiên sẽ giòn rụm. Phần keo để dán mép thì mình pha 10g bột bắp với 15g nước, trộn đều là xong. Giờ mình sẽ đi gói chả giò. Mình xếp chả giò vào nồi, xịt một ít dầu lên mặt, nướng ở nhiệt độ 200 độ C trong vòng 5 phút.
sau đó mình lật mặt lại. Xịt một ít dầu lên, rồi để tiếp 200 độ C trong vòng 5 phút nữa. Ở đây mình cũng có chiên bằng dầu ăn thường để dễ so sánh. Chiên bằng nồi chiên không dầu thì các bạn có thể thấy màu sẽ không đẹp bằng. Hương vị thì mình thấy chiên bằng dầu thường thì sẽ có vị béo hơn một chút do nó có nhiều dầu. Độ giòn thì mình thấy là như nhau. Nên tùy vào sở thích mà các bạn lựa chọn cách chiên nhé. Nếu thích video thì hãy nhấn thích và theo dõi kênh của mình nha. Món này chiên một lần rồi xong trữ lạnh được 3 ngày, trữ đông được 1 tháng. Khi ăn thì mình lấy ra rã đông bằng nồi chiên không dầu ở 60 độ C trong vòng 10 phút. Xong sau đó chiên lại 5 phút ở 200 độ C là xong. Chúc các bạn thành công nha và hẹn gặp lại tuần sau. Bye bye!